Rồi xin chào tất cả mọi người à, chúc cả nhà chúng ta có một ngày mới thành công nối tiếp thành công thịnh vượng nối tiếp sự thịnh vượng ha. Rồi sáng ngày hôm nay thì thiện cùng với tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau đi qua à, những một số tư duy cuối cùng của những tư duy của triệu phú được không ạ? À, ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã cũng đã chia sẻ về một số à, tư duy thành công rồi. thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục đi đến bốn à, tư duy cuối cùng trong bộ tư duy triệu phú để anh chị có thể là gì ạ? Dạ, à, nếu như anh chị ứng dụng nghiêm túc những cái tư duy của triệu phú này thì cuộc đời của anh chị sẽ À, thay đổi được cái kết quả tài chính của mình đúng không ạ? À? Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì trước khi trở nên thành công thì điều đầu tiên thì chúng ta cần phải biết những người thành công và giàu có họ có suy nghĩ gì đúng không ạ? À? Bởi vì gốc rễ thì tạo nên hoa trái anh chị. Nếu như gốc rễ của chúng ta, tư duy của chúng ta chỉ là tư duy của những người chưa thành công thì cái hoa trái bên ngoài, cái kết quả chúng ta bên ngoài à, vẫn sẽ chưa thành công. Dù anh chị có thay đổi bao nhiêu công việc, dù anh chị có làm công việc này hay là làm công việc kia thì chúng ta cũng sẽ chưa đạt được cái kết quả như mình mong muốn được. Rồi những anh chị nào đã đã vào trong buổi sáng ngày hôm nay à, thì có thể là chia sẻ và nhắn cho những anh chị bạn bè của mình à, vào rồi chúng ta cùng nhau bắt đầu nha. Rồi thì đã thấy một số anh chị của chúng ta đã vào rồi. Anh chị đã nghe rõ chưa ạ? Bao nhiêu đồng số anh chị nghe rõ thì nói thì có thể là comment số 1 được không anh chị ơi? Để chúng ta bắt đầu buổi ngày hôm nay trọn vẹn nhất được không ạ? Ngày hôm nay chúng ta live stream được sớm xíu nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với một cái kiến thức vô cùng tuyệt vời và chỉ cần là giờ dạ, anh chị học tập ứng dụng nghiêm túc những kiến thức này thôi thì kết quả tài chính trong 4 tháng cuối năm của anh chị thì khẳng định một điều rằng là giờ dạ, trong 4 tháng cuối năm anh chị sẽ gia tăng ít nhất là gấp đôi thu nhập của mình được không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó là một bộ công thức thành công rồi. Đã rất rất là nhiều anh chị ở ngoài kia chúng ta cũng đã học tập cùng với môi trường câu lạc bộ của mình và đã ứng dụng những kiến thức này đạt được cái sự hiệu quả rồi. Thì ngày hôm nay thì cũng muốn chia sẻ với anh chị tư duy đầu tiên mà của những người thành công mà chúng ta cần phải biết được những người thành công họ có suy nghĩ gì được không ạ? Thì cái tư duy số 12 anh chị, đó là gì ạ? Đó là đối với những người chưa giàu anh chị thì họ chọn một trong hai, còn đối với những người thành công và giàu có thì sao ạ? Họ chọn cả hai, được không ạ? Và thì sẽ phân tích để cho anh chị hiểu rằng là tại sao người thành công họ chọn cả hai, còn người chưa thành công thì họ có tư duy chọn một trong hai ạ? À? anh chị biết tại sao không ạ? À, bởi vì sao ạ? Bởi vì uh, từ nhỏ đến lớn anh chị chúng ta được uh, dạy cho mình những cái niềm tin phải lựa chọn cái này hay cái kia, phải lựa chọn a hay b, phải lựa chọn cái tốt hay là cái không tốt, phải lựa chọn cuộc sống giàu có hay hạnh phúc hay là chọn cuộc sống không khỏe mạnh được không ạ? Chúng ta được dạy từ nhỏ là chúng ta có cái quyền lựa chọn chọn cái này hay chọn cái kia, chọn cái đúng hay chọn cái sai. Chọn cái bên trong hay chọn cái bên ngoài. Chúng ta được dạy chọn một trong hai anh chị. Đúng không ạ? Và khi mà chúng ta được lớn lên. Đúng không ạ? Chúng ta được người lớn dạy rằng là gì ạ? Ôi cuộc đời này á con ơi. Cuộc đời này nó không có như một cái màu hồng. Nó giống như con nghĩ đâu. Cuộc đời này nó không phải là trải nhiều cái thảm đỏ cho con đi một cách dễ dàng đâu. Cuộc đời này là nó được cái này nhưng mà nó mất cái kia. Đúng không ạ? Bao nhiêu đồng số anh chị được người lớn và được những người thân trong gia đình của mình vậy như vậy à à cuộc đời này nó không có được trọn vẹn đâu con chỉ được chọn một trong hai thôi con chỉ được chọn một thứ thôi con không bao giờ có có cái quyền mà lựa chọn à, nhiều cái thứ tuyệt vời trong cuộc đời của con đâu và ngày hôm bữa thì cũng chia sẻ với anh chị là gì quyền năng lớn nhất của con người của chúng ta đó là quyền được lựa chọn được không ạ à? chúng ta không được chọn người bố người mẹ của mình chúng ta không được chọn mình sinh ra trong một gia đình như thế nào nhưng mà chúng ta được quyền chọn cái phong cách sống mà mình mong muốn mình được quyền lựa chọn cái tương lai cái cuộc đời mà mình muốn trở thành là con người như thế nào được không ạ à? và có nhiều người chúng ta được dạy là gì bao nhiêu trong số anh chị ở đây nè chúng ta được người lớn và được những thầy cô dạy mình là gì à nghề chọn mình chứ mình không có thể nào chọn nghề đâu à, học thì học như vậy thôi chứ nghề chọn mình chứ 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 uh, mình không thể nào chọn nghề bao nhiêu đông số anh chị cũng uh, giống như thiện là lúc trước được dạy như vậy ạ à? <laughs> Có những lúc là gì ạ à? Có những lúc là mình phải làm những cái công việc mà mình không thích, nó không phải theo đam mê của mình. Nhưng mà sao ạ? À? Nhưng mà phải vì miếng cơm manh áo, vì cái đồng tiền ra đồng tiền vào. Cho nên là tôi phải ráng làm cái công việc tôi không yêu thích đó để cho tôi có được cái số tiền để tôi nuôi uh, sống bản thân và gia đình của mình, đúng không ạ? À? Và người chưa thành công thì họ suy nghĩ chọn một trong hai. Còn đối với những người thành công và giàu có thì sao ạ? À? Họ chọn cả hai. Nếu như mà cả hai thứ mà chúng ta đều cần thì chúng ta chọn hết. Bây giờ cho thì hóa anh chị là anh chị muốn làm cái công việc mình thích và kiếm được tiền. Hay là anh chị chọn cái công việc là kiếm được tiền nhưng mà không phải công việc mình thích ạ? À? Anh thích anh chị thích chọn cái nào? À, Thật ra chọn cái nào nó cũng đúng hết đó niềm tin của chúng ta như thế nào thì chúng ta đúng như vậy mà đúng không ạ và người chưa giàu anh chị thì khi mà hỏi họ là gì giữa hạnh phúc và giàu có chọn cái gì đây thì đa số mọi có người thì sao ạ có người nói rằng là gì tôi thì tôi chọn hạnh phúc chứ tôi không chọn giàu có còn một số người thì họ sẽ nói rằng là gì tôi chọn giàu có chứ tôi không chọn hạnh phúc còn một số người họ nói rằng là gì bây giờ chọn khỏe mạnh hay chọn giàu có thì một số người họ nói là tôi chọn giàu có chứ tôi không chọn khỏe mạnh rồi một số người khác họ nói là Giữa giàu có và hạnh phúc Thì chọn cái nào Nhiều người nói là tôi chọn giàu có Hạnh phúc từ từ tính sau Đúng không ạ à? Và bao nhiêu trong số anh chị thấy những người Những người giàu ở ngoài kia kìa, Họ đánh đổi Sức khỏe Hạnh phúc của họ để họ đi kiếm tiền ăn. Anh chị có thấy những người đa, Nói chung là rất là nhiều người Họ cũng thành công và giàu có ở ngoài kia Họ giàu về tài chính nhưng mà họ lại đánh đổi sức khỏe và mối quan hệ hạnh phúc của họ để họ đi kiếm tiền đúng không ạ có nhiều không ạ rất nhiều bởi vì sao ạ bởi vì cái tư duy và niềm tin của họ như thế nào thì nó đúng như vậy được không ạ còn một số người thì sao ạ họ đánh đổi sức khỏe để họ kiếm tiền một số người thì họ nghĩ ngược lại họ nghĩ là sức khỏe là vàng cho nên là tôi chọn sức khỏe tôi không cần phải đi kiếm nhiều tiền còn một số người thì họ nói là hạnh phúc là quan trọng nhất cho nên tôi không không cần phải đi 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 kiếm nhiều tiền miễn sao mà gia đình hạnh phúc một à, vậy là một túp lều tranh hai quả tim vàng là được rồi đúng không ạ nhiều người ở ngoài kia suy nghĩ như vậy không anh chị à nhiều đúng không ạ cho nên là sao ạ đối với những người mà họ chọn một trong hai anh chị thì sao cái nào đó cũng đúng hết đó nghĩ sao nó không đúng hết á nếu anh chị chọn một trong hai thì vũ trụ sẽ mang cho anh chị đến những cái nguồn lực những cái cơ hội nó phù hợp với cái cái mục tiêu mà anh chị đang suy nghĩ Được không ạ à? chọn cái gì nó cũng đúng hết có nhiều người họ nói là chọn sức khỏe không chọn hạnh phúc bây giờ cho thầy hỏi anh chị này bây giờ anh chị khỏe mạnh anh chị xinh đẹp ra nhưng mà bây giờ mối quan hệ của anh chị nó không có hòa hợp gia đình không hòa hợp, gia đình không có yêu thương thì nó có trọn vẹn được không ạ? Và một cái người họ nói họ chọn về tài chính, họ không chọn về cái sự sức khỏe, họ chọn tài chính. Thì khi mà một cái người họ giàu có, họ có rất là nhiều tiền rồi. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của họ không có, họ nằm một chỗ, mặc dù là tài sản của họ rất lớn luôn. Vậy thì có có tiền nhiều mà không có sức khỏe thì cái người đó có gọi là cái người thành công và cái người giàu có thực sự không ạ? cho nên là sao ạ à? đừng bao giờ chọn một trong hai mà hãy chọn cả hai thậm chí chọn cả ba những điều nào mình muốn thì hãy chọn nó những điều nào mình thích những điều nào mà mình cảm thấy phù hợp thích hợp với mình mình cảm thấy thích thì hãy lựa chọn nó bởi vì quyền năng lớn nhất của con người là quyền được ra quyết định và lựa chọn cứ ra quyết định và lựa chọn đi anh chị còn vũ trụ và tiềm thức nó mang cho anh chị cái nguồn lực nào là anh chị không biết được đâu. Chúng ta không thể nào biết được đâu anh chị. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải có cái mục tiêu và đích đến. Bởi vì khi mà chúng ta lựa chọn anh chị, có thể là những cái công việc mà anh chị lựa chọn là gì? Tôi lựa chọn cái công việc vừa giúp cho tôi uh, kiếm ra nhiều tiền mà công việc đó vừa cho tôi yêu thích. Thì hãy chọn nó đi anh chị. Và trước kia bản thân của Thiện cũng vậy anh chị. Bản thân của Thiện cũng được uh, người lớn, gia đình, những người thầy cô của mình dạy đang là gì? Ô em ơi em học uh, đi em cố gắng em ráng kiếm tiền đi. Uh, bây giờ phải lo là đánh đổi uh, cái sức khỏe của mình, đánh đổi cái tuổi trẻ của mình để đi lao ra ngoài kiếm tiền đi. Đừng uh, rồi từ từ tính sau rồi cứ lao ra ngoài kiếm tiền đi. Rồi hạnh phúc tính sau, đúng không ạ? Và lúc đó mình cũng lao ra mình kiếm tiền thật. Nhưng mà đến một cái thời điểm mình không có khỏe rồi mình nhìn lại là gì? Ủa thế rồi kiếm nhiều tiền để làm gì? Kiếm nhiều tiền mà sức khỏe không có, mối quan hệ không hòa hợp. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? đúng không ạ à? và cái thời điểm đó thì thiện mới biết đến môi trường câu lạc bộ chúng ta và thiện học được một cái tư duy là gì đối với những người thành công và giàu có thực sự thì họ họ chọn cả hai thậm chí họ chọn cả ba tôi vừa chọn giàu có tôi vừa chọn hạnh phúc tôi vừa chọn khỏe mạnh nhiều anh chị nói là ô làm sao mà chọn được cả ba được nhưng mà anh chị thấy môi trường câu lạc bộ chúng ta không ạ à? có anh chị nào mà thành công chỉ có một trong ba khía cạnh này không ạ à? như bản thân của Thiện lúc trước không có biết tư duy này nhưng mà bây giờ biết rồi thì sao ạ à? mình chọn là gì mình vừa thành công về tài chính nè ok có luôn vừa làm công việc mình yêu thích nè ok có luôn vừa tạo ra được cái kết quả lợi nhuận như mình mong muốn này có luôn mình vừa có được cái sức khỏe tốt này có luôn và mình có được cái mối quan hệ hòa hợp này có luôn tức là, nghĩa là có những cái công việc mà anh chị mong muốn đó được rồi anh chị cũng mong muốn là có công việc vừa kiếm ra tiền vừa làm được cái việc mình thích nhưng mà sao ạ à? Mình chưa thấy thôi chứ không phải là nó không có Anh chị hình dung được không ạ à? Vũ trụ hay lắm anh chị Chỉ cần anh chị ra quyết định thôi Thì vũ trụ nó sẽ kết nối đến với anh chị Cái công việc làm Cái cái quyền lựa chọn của chúng ta được không ạ à? Nó đúng với cái lựa chọn của chúng ta luôn Tin sao nó ra vậy Nếu bây giờ bạn tin rằng là gì Tôi nai lưng ra tôi làm tôi cố cố gắng kiếm tiền Còn sức khỏe tôi chẳng quan tâm Thì nó cũng đúng luôn Đúng không ạ à? Tin sao đúng vậy không chạy đường nào hết á tin sao đúng vậy cho nên là đối với những người thành công và giàu có anh chị họ luôn chọn cả hai và luôn chọn cả cả những thứ họ muốn anh chị ha đừng bao giờ chọn một trong hai được không ạ có nhiều người hỏi lên là gì có nhiều người hỏi câu vô lý bây giờ giữa bố mẹ anh và em thì anh chọn ai hỏi cái câu mà <laughs> thế bạn nào mà được nghe cái câu hỏi này á thì hỏi ngược lại với cái cái bạn đối phương á, thế giữa cái tay và cái chân em chọn cái nào? Được không ạ? Mình phải chọn cả hai chứ. Đúng không anh chị? Giữa cái tay và cái chân thì mình phải chọn cả hai. Giữa cái công việc mình yêu thích và giữa cái đam mê của mình thì mình chọn cả hai. Được không ạ? Cứ lựa chọn đi anh chị. Ví dụ như bây giờ có một cái người nào đó tặng cho mình một món quà tặng cho mình một món quà. Bây giờ em chọn món quà A hay món quà B thì cứ chọn cả hai trước đi. Biết đâu cho luôn cả hai thì sao? Bao nhiêu năm số anh chị là của mình cũng khi mà học được tư duy chọn cả hai như thế này rồi thì mình cũng đã ứng dụng đạt được cái kết quả tuyệt vời rồi. Đúng không ạ? Chúng ta được quyền lựa chọn mà bởi vì sao ạ? Bởi vì những người ngoài kia họ không dám lựa chọn, họ không dám chọn, họ không dám ước mơ, họ không dám gọi là gì? Họ không dám yêu cầu cái điều mà họ muốn họ họ sợ họ nghĩ rằng là họ không cảm thấy là không xứng đáng và họ nghĩ rằng là những cái thứ đó nó không có trên cuộc đời này nhưng mà thật sự anh chị đối với những người thành công họ luôn chọn tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất tại sao tôi lại chọn nhiều tiền nhưng mà tôi không chọn hạnh phúc, không có gia đình hạnh phúc tôi không chấp nhận như vậy tôi muốn có nhiều tiền mà tôi muốn có gia đình hạnh phúc được không được cho nên là đừng có đánh đổi À, gọi là đừng có đánh đổi hạnh phúc để kiếm tiền anh chị nha mà mình hãy chọn kẻ hai đó là tư duy thứ nhất và tư duy thứ hai đó là gì ạ à? đối với những người chưa giàu thì sao họ chú trọng vào thu nhập từ việc làm còn đối với những người giàu thì sao họ chú trọng vào tổng tài sản được không ạ à? và khi mà anh chị đi đến những cái câu lạc bộ đánh golf này, anh chị đi đến những câu lạc bộ đánh tennis này, thì anh chị sẽ thấy rằng là gì? Những cái người này họ hay chia sẻ những cái câu chuyện, họ hay nói về những cái câu chuyện về tổng tài sản với nhau. Họ không bao giờ nói rằng là thu nhập của tôi hiện tại tăng lên năm phần trăm. Họ không bao giờ nói là tôi mới được tăng lương. Họ không bao giờ nói rằng là tôi mới được thăng chức. Mà những người giàu thì sao à? Họ chỉ tập trung nói về tổng tài sản thôi. Bởi vì anh chị hình dung là gì? Người giàu thì họ tập trung tổng tài sản Họ không có tập trung vào thu nhập từ việc làm Được không ạ? Và cái sự giàu có của một người Cái thước đo của một người Họ có giàu có ở cái mức độ như thế nào Thì nó phụ thuộc vào tổng tài sản của họ Bởi vì anh chị lên uh, báo forward đó Anh chị thấy không ạ? Tỷ phú này có tổng tài sản bao nhiêu đây? Tỷ phú kia có tài sản bao nhiêu đây? Tỷ phú Phạm Nhật Vượng Mới gia tăng tổng tài sản của mình lên bao nhiêu đây? chứ có ai nói rằng là tỷ phú phạm nhật vượng lương một tháng tăng bao nhiêu không hoặc là tỷ phú elon musk lương của ông một tháng tăng bao nhiêu không ông mới thành chức gì không được không ạ không anh chị mà đối với những người thành công và giàu có thì sao ạ à? cái thước đo của những người giàu có thì nó được tính dựa trên một công thức đó chính là tổng tài sản quy về một cái mẫu số chung là tổng tài sản được không ạ à? có những người ngồi kia họ có thu nhập rất là cao nhưng mà họ chưa phải là người giàu được không ạ? Họ vẫn không giàu được. Đúng không ạ? Giả sử bây giờ bạn kiếm được 1 tỷ nhưng mà một tháng bạn phải chi tiêu hết 1 tỷ rưỡi thì bạn vẫn nghèo à. Được không ạ? Thu nhập thì nó rất là quan trọng, được không ạ? Tuy nhiên mà nếu như chúng ta chỉ tập trung vào cái thu nhập thôi á thì nó sẽ không đủ để trở nên giàu có. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu như chúng ta ra quyết định là gì? Mình phải trở nên thành công và thịnh vượng về tài chính. Thì anh chị nên nhớ một điều như thế này. Chúng ta cần phải tập trung vào cái mẫu số chung đó là tổng tài sản của chúng ta. Đừng bao giờ tập trung là cái thu nhập của mình gia tăng. Đừng có hy vọng, đừng có tập trung vào là mong rằng là tháng này tôi phải tăng lương lên là uh, thêm một triệu, thêm 500 nghìn một tháng, thêm một triệu nữa là tôi mừng. Được không ạ? À? Bởi vì nó có một yếu tố như thế này anh chị nó có một yếu tố như thế này, bởi vì không quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, quan trọng là bạn sử dụng số tiền đó như thế nào. Và những người thành công họ sẽ tập trung làm như thế nào để gia tăng tổng tài sản của họ, được không ạ? À? Và một cái người thành công, một người giàu nhìn vào thu nhập, họ không có nhìn vào thu nhập đâu, mà họ nhìn cái tài sản của bạn là bao nhiêu, được không ạ? À? Và nếu như anh chị muốn nằm trong top một phần trăm của những người thành công, thì ngay bây giờ ngay lúc này mình phải xây dựng tổng tài sản của mình. Đúng không ạ? Mình phải xây dựng tổng tài sản của mình. Có thể là bây giờ có nhiều anh chị ngoài kia, tài sản của họ nhiều hơn Thiện rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà Thiện đi được cái công thức, biết được cái công thức cách để xây dựng tổng tài sản của mình. Thì mỗi ngày thì mình tích tiểu thành đại, mình xây dựng lên xây dựng lên từ từ. Có nhiều anh chị mà ngoài kia thu nhập cao hơn Thiện rất là nhiều. Nhưng mà mình không quan tâm. Được không ạ? Mình mình cũng rất là ngưỡng mộ chứ mình cũng rất là ngưỡng mộ nhưng mà quan trọng là gì ạ à? mình đang xây dựng cái tổng tài sản của mình nó mới khẳng định là mình là một người thành công như thế nào rồi, mà bây giờ mặc dù là mình cái tài sản của mình nó chưa có nhiều như những anh chị khác nhưng mà cái công thức mà để xây dựng tổng tài sản mình đã có cái công thức của những người thành công rồi thì bây giờ mỗi ngày mình cứ xây dựng tổng tài sản của mình lên thôi đúng không ạ à? và để mà xây dựng nên tổng tài sản thì nó có sẽ có bốn yếu tố như sau bốn cái yếu tố này sẽ giúp cho anh chị xây dựng được cái tổng tài sản của mình lên rất là nhiều được không ạ vậy thì làm như thế nào để gia tăng tổng tài sản đây thì cái cách thứ nhất thì chắc chắn ai cũng biết rồi được không ạ chắc chắn ai cũng biết rồi nhưng mà giờ học lại cũng không sao nó cũng không có phí được không ạ hãy học như tâm thế một ly nước trống thì bạn sẽ học được rất là nhiều thì bốn yếu tố để chúng ta có thể xây dựng nên một tổng tài sản đó là gì ạ dạ. cách thứ nhất đó là chúng ta cần phải tập trung gia tăng thu nhập từ việc làm nếu như bây giờ muốn gia tăng tài sản của mình lên thì mình phải kiếm được nhiều tiền hơn. Mình phải tăng cái thu nhập của mình lên đúng không ạ? À? Đó, tăng cái thu nhập lên chứ bây giờ cái thu nhập của mình nó thấp quá nó đủ trang trải chi trả cho cuộc sống. Ví dụ như mỗi tháng làm ra 5 triệu mà tiêu hết 4, 4 triệu chín rồi còn dư 100 nghìn. Thì nó nó rất là thấp, nó rất là ít. Cho nên là phải sao ạ? À? Bước đầu tiên là mình phải tập trung gia tăng cái thu nhập của mình. Thay vì mình làm việc được trẻ công theo thời gian thay vì mình làm việc được nhận lương hàng tháng thì mình hãy tập trung làm những việc trả công theo kết quả được không ạ à? trả công theo kết quả giống như là thông qua công việc kinh doanh thông qua bán hàng thông qua à, phân phối một cái sản phẩm nào đó để chúng ta được hãy chọn những công việc nào trả công theo kết quả tức có nghĩa là gì ạ à? mình làm được nhiều thì mình có lợi nhuận nhiều mình làm được ít thì mình có lợi nhuận ít được không ạ à? à, thay vì nhận cái lương cố định trả luôn theo thời gian, được không ạ? Khi mà làm việc mà trả công theo trả công theo kết quả thì sao ạ? Thì khi đó để mà gia tăng được cái thu nhập của mình thì mình phải gia tăng được cái giá trị và kiến thức tư duy của mình lên, được không ạ? Khi mà tôi gia tăng được cái giá trị của tôi càng cao thì sao ạ? Thì cái số tiền và cái thu nhập của tôi nó gia tăng lên càng nhiều. Được không ạ? Anh chị hãy nhớ này, cái đầu vào của mình nó phải lớn. Cái dòng tiền vào của mình nó phải lớn. Được không ạ? chứ khi bây giờ muốn gia tăng tổng tài sản mà cái dòng tiền vào nó ít mà cái dòng tiền ra nó nhiều thì không có được cái số tiền dư không có số được dư được cái số tiền để mà gia tăng cái tổng tài sản được cho nên là hãy nhớ rằng là chị hãy làm như thế nào để gia tăng được cái đầu vào của mình cái đầu vào cái lợi nhuận của mình cái đầu vào được không ạ à? thì đó là bước thứ nhất đó là bước tập trung gia tăng thu nhập của mình và bước thứ hai là gì ạ à? bây giờ kiếm được tiền rồi tạo ra thu nhập rồi thì đến bước thứ hai là gì bước thứ hai đó chính là chúng ta cần phải tiết kiệm Được không ạ nếu như bây giờ bạn làm ra nhiều nhưng mà bạn tiêu cũng nhiều thì nó cũng bằng không tiền vào như nước mà tiền ra thì như thác thì nó cũng như không đúng không ạ và nếu như muốn tài sản của chúng ta gia tăng lên anh chị thì mình phải tiết kiệm lại mình phải tiết kiệm lại anh chị thực sự mình phải tiết kiệm thì nghe nói về cái tiết kiệm thì ai cũng làm được nhưng mà quan trọng là tiết kiệm để bằng dùng số tiền đó để bạn làm cái gì mới quan trọng được không ạ à? mình phải biết tiết chế tài chính của mình bằng cách là gì mình quản lý tiền xuất sắc hơn đúng không ạ à? mình quản lý tiền hiệu quả hơn và khi mình có được cái thu nhập thì sao ạ à? khi mình có được cái thu nhập có được cái lợi nhuận mình định mua một cái gì đó mình hãy nhớ là gì đối với những người mà họ tự do tài chính đối với những người giàu thì sao ạ à? họ sẽ luôn trả cho mình trước khi mà có được cái lợi nhuận. Trả cho mình trước nghĩa là sao? Trả cho mình trước có nghĩa là dùng cái số tiền tiết kiệm đó để dùng để đầu tư, dùng để kinh doanh, dùng để mua tài sản, dùng để mua những cái tài sản nào mà giúp cho họ gia tăng lên trong tương lai, giúp cho họ giàu lên. Và ba tài sản quý giá nhất của con người đó là gì? Bây giờ chúng ta ôn bài lại một xíu ha. Ba tài sản quý giá nhất của con người đó là gì anh chị? mà chúng ta cần phải đầu tư đó là gì ạ? Hôm bữa chúng ta học rồi. Tài sản đầu tiên đó là gì ạ? Được không ạ? Bước thứ ba là chúng ta đi đầu tư đó. Khi mà chúng ta đến bước thứ hai chúng ta tiết kiệm rồi đến, đến bước thứ ba là chúng ta sẽ đi đầu tư, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ ba tài sản mà chúng ta cần phải đầu tư đó là ba tài sản gì ạ? Và ba tài sản này là khi mà chúng ta đầu tư trong cái tài sản này, chúng ta đầu tư trong giai đoạn này nó sẽ gia tăng lợi nhuận rất là lớn và nó gia tăng lợi nhuận là gì ạ? nó gia tăng lợi nhuận liên tục liên tục dù thị trường như thế nào nó cũng sẽ gia tăng lợi nhuận. Được không ạ? À? Nó sẽ gia tăng cái kết quả lợi nhuận của chúng ta. Ba tài sản đó là gì anh chị ơi? Comment 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 tài sản thứ nhất đó là gì? Những anh chị trên trên trên, trên TikTok này comment tài sản đó là gì ạ? Có làm video chia sẻ luôn rồi. Được không ạ? À? Tài sản đó là gì ạ? Tài sản đó chính là sức khỏe. Tài sản đầu tiên đó chính là sức khỏe có một cái người giàu nào mà họ không có sức khỏe mà được gọi là giàu không? Bạn sẵn sàng trả ra bao nhiêu tiền để bạn mua cái tính mạng của mình, được không ạ? Nếu như bạn có sức khỏe, thì bạn có thể tạo ra bất kỳ tài sản nào mà mình mong muốn. Nhưng mà nếu như bạn không còn sức khỏe nữa, thì bạn không còn gì cả. mất tiền là mất ít, bạn đang còn nợ tiền đang bị mất tiền, đang bị âm tiền, mất cái đó là mất ít. Mất tiền là mất ít, mất uy tín là mất nhiều. Mất tài, mất gọi là gì? Mất gọi là gì? Mất là danh dự thì mất rất rất nhiều. Nhưng mà mất sức khỏe thì mất tất cả. Đúng không ạ? À? Bây giờ mất tiền thì mình còn sức khỏe mình làm lại được. Mất uy tín thì sao ạ? À? thì mình làm lại mình tạo ra cái sự thành công mình đạt được kết quả giàu có rồi mình sẽ lấy lại uy tín từ từ đúng không ạ à? nhưng mà sao ạ à? bây giờ sức khỏe mất rồi thì coi như cuộc đời bạn kết thúc luôn cho nên là hãy chú trọng vào cái sức khỏe của bạn được không ạ à? một cái xe nó hư thì đem ra tiệm mình sửa còn có đồ để thay ví dụ như nó gãy cái chân trống nó gãy cái thắng thì mình có thể còn đồ thay. Nhưng mà cái tim của mình có thay được không? Cái gan, cái phổi, cái thận của mình có thay được không? Cái bộ não của mình có thay được không? Ví dụ như cái xe nó hư, không sửa được nữa thì mình vứt mình mua xe mới, vậy là xong. Còn cái cơ thể này hư rồi là sao ạ? À? Đâu có mua được đâu. Đúng không ạ? À? Nhà cửa, đất đai, bất động sản cổ cổ phiếu doanh nghiệp là do mình tạo ra nó hay là do nó tạo ra mình à là do mình tạo ra những thứ đó mà đúng không ạ số đó đâu tạo ra mình đâu bất động sản đâu tạo ra mình đâu C siêu xe nó đâu có tạo ra mình đâu mình tạo ra nó mà đúng không anh chị cho nên là sao ạ Hãy nhớ rằng một tài sản vô cùng quý giá mà chúng ta cần phải đầu tư trong giai đoạn này. Cực kỳ cực kỳ quan trọng, đặc biệt những anh chị nào đang kinh doanh đang làm à, kinh doanh mà chúng ta đang gặp bấp bênh trong cái thị trường như thế này ha. Thì chúng ta phải càng chú trọng vào đầu tư vào cái sức khỏe của mình. Chứ bây giờ anh chị hình dung nha. Thị trường chưa dễ dàng, kiếm không ra tiền. Gọi là các cái khoản nợ nó đang bao quanh mà mình không tập trung đầu tư cho cái sức khỏe của mình, hàng ngày mình cứ suy nghĩ về những cái khoản nợ, hàng ngày mình cứ tập trung làm như thế nào để trả nợ, hàng ngày mình áp lực mình stress thì sao ạ? À? Chính những cái cơn stress đó nó sẽ tạo ra những cái tế bào được không ạ? À? Nó sẽ những cái 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 cái, cái stress là đến từ đâu ạ? À? Nó đến từ những cái suy nghĩ không tích cực mà khi mà suy nghĩ của bạn không tích cực thì sao ạ? À? Nó sẽ phát ra cái tần số năng lượng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tế bào của chúng ta tế bào của chúng ta, những cái tế bào nó sẽ bị hủy hoại, nó sẽ bị tiêu diệt bởi vì sức khỏe của chúng ta nó đến từ tinh thần là chiếm 70%. Nó đến từ tinh thần của chúng ta, chiếm hơn 70% luôn đó. Đúng không ạ? Một cái người mà họ có cơ thể to, cao, lực lượng nhưng mà cái tinh thần của họ yếu ớt như một cái đứa trẻ nhỏ đó thì sao ạ? Họ cũng không có khỏe được đâu ạ. Đúng không ạ? Cho nên là những anh chị nào nhớ rằng là gì Giai đoạn này mà chưa cái, Đang bị uh, Chưa có được dễ dàng Chưa có được uh, uh, Ok á Thì biết sao mà Chưa ok về tài chính á Thì sao Thôi Rèn luyện lại Thân tâm trí của mình Làm chủ lại cái suy nghĩ Làm chủ lại cảm xúc của mình Đừng có lao ra ngoài kia Đi tìm kiếm Rồi đi hành động Rồi đi uh, Chạy đâu này Chạy đâu kia nữa Đừng có làm Tự tạo áp lực cho mình Mà bây giờ thôi Bây giờ kết quả nó đã tới rồi Thì bây giờ để Kết quả ngày hôm nay nó do những cái hành động trước kia mình làm nó mới tạo nên kết quả ngày hôm nay. Bây giờ sao ạ? À? Muốn cái kết quả trong tương lai nó vực dậy, nó phát triển lên nữa thì phải thay đổi ngay cái thời điểm này. Được không ạ? À? Thì bây giờ chúng ta rèn luyện lại thân tâm trí của mình, chúng ta làm chủ lại cái cái tư duy, cảm xúc và cái suy nghĩ của mình trước đã. Mình phải định lại, được không ạ? À? Bây giờ có rối ren lên nó cũng không giải quyết được gì. Và ngược lại sức khỏe cũng không tốt đúng không ạ à? cho nên là bây giờ đầu tư vào sức khỏe trước đi có sức khỏe rồi từ từ mình làm ra mình mình kiếm tiền mình 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 xoay sở mình làm ra tiếp được không ạ à? còn bây giờ mà không bây giờ là tiền không kiếm ra rồi sức khỏe cũng không tốt mất tiền thì mất ít nhưng mà mất sức khỏe là mất tất cả cho nên là trong giai đoạn này hãy đầu tư vào sức khỏe của mình cho nên là những anh chị mà nào mà đang học tập ở trong câu lạc bộ chúng ta khi mà anh chị ở ngoài kia anh chị chưa có định lại cái tâm thân trí của mình đúng không ạ à? chưa định lại cái sức khỏe của mình sau khi mà học tập rèn luyện cùng với môi trường câu lạc bộ chúng ta thì sao ạ? À? À, bây giờ thấy tinh thần nó xuất sắc hơn chưa? tự nhiên tài chính nó vực dạy tốt hơn chưa ạ? tuyệt vời không ạ? À? bởi vì cái gì bên trong á thì nó mới có bên ngoài, được rồi, không à? bên trong bạn bị rối ren là bên ngoài nó cũng bị rối ren luôn, cho nên phải định lại bên trong trước, xuất phát từ cái tâm của mình trước, được rồi, không ạ? À? sau đó mình sẽ làm chủ được cái sức khỏe của mình. những anh chị nào mà học trong cái nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ thâm tâm th tâm thân trí thì anh chị thấy là bây giờ mình 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 xuất sắc hơn chưa? Mình làm chủ được cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình hơn chưa? Mình đỡ lao đao và mình đỡ áp lực hơn chưa? Được không ạ? Phải nhớ nha. Chúng ta chỉ có một cái cơ thể này thôi, được không? Cái nơi duy nhất mà chúng ta có thể sống đó chính là cơ thể của mình. Sức khỏe này. Cho nên là sao ạ? Những người thành công muốn thành công lớn thì sao ạ? thì mình phải đầu tư cho sức khỏe của mình đầu tiên. Muốn xây một ngôi nhà thật cao, muốn xây một cái biệt thự 5 tầng 7 tầng gì đó thì đặc biệt cái nền móng phải vững chắc. Và bây giờ muốn như thành công lớn thì sao ạ? À? Mình phải có cái nền móng vững chắc đó là sức khỏe của mình. Có sức khỏe thì tiếp tục mình làm việc mình tạo ra tiếp tục tiền thôi. Được không ạ? Và tài sản thứ hai đó chính là gì ạ? Tài sản thứ hai chúng ta cần đầu tư đó chính là trí tuệ của mình. Được không ạ? trí tuệ của mình bởi vì trí tuệ là sự giàu có trong vô hạn đúng không ạ theo anh chị này một cái người mà họ có sức khỏe nhưng mà bây giờ anh ta không có tư duy anh ta không có sự hiểu biết không có trí tuệ thì anh ta có giàu được không ạ anh ta có quản lý tiền của mình được không ạ anh ta có tạo ra giá trị được không ạ làm sao mà, mà mà tạo ra cái kết quả lợi nhuận được và không có một ai mang một cái đầu rỗng ra ngồi kia kinh doanh mà đạt được cái kết quả thành công cả bây giờ cho thiệu hỏi nè một cái người mà không biết lái ô tô mà leo lên chiếc xe ô tô lái dù chiếc xe đó là xe xe gì chăng nữa, xe có 400 triệu hay là xe có 40 tỷ đi chăng nữa thì kết quả nó cũng đi về một nơi thôi. Được không ạ? À? Bây giờ không để không biết lái rồi mà cứ leo lên, đề ga nhắn số chạy thì kết quả cuối cùng nó cũng đi về một nơi dù là cái xe đó xe xịn như thế nào. Dù xe đó có 400 triệu hay là 40 tỷ thì kết quả nó cũng như nhau. Được không ạ? À? Cho nên là sao ạ? À? Bạn đi kinh doanh nếu như bạn chưa đạt được kết quả thành công không phải là bạn không có khả năng thành công, không phải là bạn không kiên trì, không phải là bạn không nỗ lực, nhưng mà bởi vì bạn chưa có học về kinh doanh, bạn chưa có học đúng công thức, bạn chưa có học đúng chiến lược cho nên chưa tạo ra kết quả thế thôi. Được không ạ? Bây giờ muốn tạo ra kết quả thì bây giờ sao ạ? Học đúng đi ạ. Bây giờ muốn bán hàng xuất sắc, học bán hàng, muốn gì ạ? Marketing, học marketing. Muốn đàm phán học đàm phán, muốn xây dựng hệ thống kinh doanh tối tân thì bây giờ đi học thôi. Cái gì cũng phải đi học hết. đúng không ạ? Có nhiều anh chị nói vui lắm. Có nhiều anh chị nói thì như thế này. Em ơi. Đi học như thế có cái chi phí không? Và đặc biệt thì nói với những anh chị mà có cái tư duy như thế này, tư duy miễn phí nè. Nhiều anh chị á họ nói rằng là ồ, vậy để trở nên thành công á có tốn cái gì không em? Có tốn tiền không? Miễn phí thì chị học chứ nhiều tiền chị không học đâu, có tiền chị không học đâu. Cho thì hỏi nè anh chị cho con mình đi học á. Đó. có đóng tiền không anh chị bỏ tiền ra cho con của mình đi học 12 năm học 4 năm đại học có đóng tiền không có đúng không đóng tiền để làm gì để nó học trong 16 năm đó có được cái bằng ra kiếm được thu nhập nhiều 2 triệu rưỡi tháng thử việc 3 triệu tháng 5 triệu tháng mà phải bỏ 16 năm và anh chị tính thử đi 16 năm đó Mỗi năm Cho là Trung bình tiền ăn, tiền uống, với tiền học Mỗi năm cho 200 triệu đi Thế 16 năm là bao nhiêu? Ồ, tính ra cũng nhiều nha Nhưng mà ra để có thu nhập 2 triệu rưỡi một tháng Nhưng bây giờ Bây giờ mình muốn trở nên thành công, mình muốn trở nên giàu có, mình muốn trở nên tự do tài chính, mình muốn gia tăng thu nhập 100 triệu một tháng, 200 triệu một tháng, 500 triệu một tháng. Mình hỏi, mình đi học các cái lớp học phát triển bản thân, mình nói rằng là có dạy miễn phí không? Ồ, thành oh, những cái tư duy nó bị ngược á. Bởi vì nếu như bạn có tư duy này, thì bạn không bao giờ trở nên tự do tài chính, bạn không bao giờ trở nên giàu có được. Bởi vì bạn mặc định Bản thân của mình là lúc nào cũng nghèo khó thiếu thốn hết Bạn định vị mình là phải là gì Mình bị một cái tư duy là gì à? Mình bị một cái tư duy là nạn nhân Mình luôn luôn là gì Cầu mong người ta giúp đỡ Mình luôn luôn cầu mong là người ta từ thiện Mình luôn luôn cầu mong người ta cho mình Cứ cho mình đi Mình cứ đóng vai một nạn nhân Mình định vị mình là một cái người Luôn luôn thiếu thốn về tài chính Và bạn định vị bản thân của mình bên trong mình như thế nào Thì kết quả của bạn như vậy Đúng không ạ? À? Ờ, nếu còn ngược lại nếu như bạn định vị mình là một người thành công mình cái gì nó cũng phải có cái giá của nó hết mình phải phải hiểu rằng cái gì nó cũng phải có cái giá của nó hết được không ạ bây giờ theo anh chị này có một triệu phú nào có một người thành công nào mà họ dành thời gian của họ để họ mời bạn đi ăn và họ chỉ cho bạn cái cách để trở nên thành công và giàu có giống họ họ năn nỉ bạn học không rồi bạn nói rằng là gì miễn phí cho em đi nếu như bạn nào mang tư duy miễn phí thì không thể nào thành công lớn được bởi vì lúc nào bạn trong đầu bạn cũng miễn phí miễn phí miễn phí giờ bạn muốn đi ra bạn mua cái tâm sữa ranh cũng tiền mua cái bóp đánh ranh cũng tiền mua đồ ăn cũng tiền mua cái bình nước cũng tiền thuê người dọn nhà cũng tiền cái gì cũng tiền hết đúng không ạ Bây giờ biểu chia sẻ cho tôi cái công thức thành công thì miễn phí nha anh ơi miễn phí nha em ơi nhưng mà trong các buổi dâm câu lạc bộ chúng ta chia sẻ thì trao giá trị cho cộng đồng được không ạ à? nhưng mà sao trong các cái 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 sự là gì à? để mà học được người thành từ những người thành công á thứ nhất á bạn không có tài chính thì bạn cũng phải tích cực bạn không có tài chính thì sao ạ à? bạn cũng phải có cái năng lực gì đó được không ạ à? nếu như bạn không có năng lực không có tài chính thì bạn cũng phải là người tích cực chứ bây giờ đã tài chính không có tài giỏi cũng không có, kỹ năng cũng không có kỹ năng gì hết, mà còn tiêu cực nữa, thì thì ai dám chơi với bạn, ai dám 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 ở gần bạn này, cho nên là sao ờ, nó là như vậy đó, và tri thức nó là chìa khóa của sức mạnh anh chị, bởi vì khi mà mình học tập, mình phát triển bản thân có tri thức rồi đó, thì sao ạ? À? mình sẽ dùng cái tri thức đó mình kiếm ra rất 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 là nhiều tiền. Và người giàu thì họ đầu tư vào hai tài sản. Đầu tư vào ba tài sản thì hai tài sản quan trọng nhất đó chính là sức khỏe và trí tuệ của họ Khi mà có sức khỏe có trí tuệ rồi thì họ sẽ tạo ra rất rất là nhiều tài sản khác luôn Được không ạ? Không có trí tuệ thì bạn không làm được cái điều gì cả. Được không ạ? Bạn sẽ kiếm được rất là ít tiền. Nhưng mà khi mà anh chị có trí tuệ rồi, mình sẽ đạt được tất cả mọi ước mơ, mục tiêu và hỏi bão của mình. Mình đầu tư, mình kinh doanh, làm gì cũng thành công cả. Có nhiều anh chị không đi đầu tư không có kiến thức, nghe bạn nghe bạn nói rằng là gì ạ? À? Đầu tư cái này tuyệt vời lắm, đầu tư cái này lời lắm, đầu tư cái này lãi lắm, nhưng mà trẻ có một tí kiến thức nào về cái lĩnh vực đầu tư đó cả bay vô rồi sau ông tuần mất một tỷ. Có một số anh chị học tập cùng với tiền sao ạ? À? Sau một tuần mất 700 triệu, bay luôn cái số đó. Đúng không ạ? Đừng có mong là... Ê, chị hãy nhớ là gì? Đừng có bao giờ mang một cái đầu rỗng ra ngoài kia kinh doanh hay đầu tư. Đừng có bao giờ mang tiền của mình đi đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó mà mình không biết hoặc là mình bị mơ hồ. được không ạ? Mình muốn thành công trong cái lĩnh vực nào đó thì mình phải trở thành chuyên gia mình phải muốn chiến thắng trong ví dụ như anh chị muốn chiến thắng trong một cái trò chơi về cờ vua đi thì ít gì anh chị cũng phải hiểu về luật chơi chứ anh chị cũng phải hiểu về đánh nó như thế nào chứ bây giờ cờ vua anh chị chưa hiểu luật chưa biết cách chơi bay vô ngoài trong cái bàn cờ chơi thì làm sao mà chơi được đầu tư cũng vậy đầu tư bây giờ chưa hiểu nó đầu tư cái gì mình bỏ tiền vào đâu mình cứ ngồi mình nghe là bạn của mình nói đó, có cái này tuyệt vời lắm vô đây đi 10 lợi nhuận một ngày nè vô đây chuyển chuyển cho tôi là 500.000 sau 24 giờ cả 540.000 chuyển cho tôi 5 tỷ sau một tháng tôi chuyển lại cho 5 5 tỷ 400 triệu sau một tháng có 400 triệu dễ quá mà rồi sao bay vô tôi chưa thấy đâu hết mà thấy bay mấy cái số đó rồi cho nên là tiền nó sẽ đến với những người chủ biết đầu tư một cách thận trọng. Tiền sẽ đến với những ai biết quản lý nó. Tiền sẽ đến với những người chủ mà biết đầu tư nó, mang nó đi đầu tư một cái nơi đúng. Được không ạ? Còn bây giờ không có tư duy, không có kiến thức, đừng có kinh doanh, đừng có đầu tư cái gì hết. Mất tiền hết, phá sản hết. Và đa số những người ngồi kia, nhiều người làm như vậy không ạ? Họ thích nhàn nhã, họ thích nhẹ nhàng. Ngồi một chỗ nhưng mà vẫn có tiền về mỗi tháng. Miếng bánh ngon không tới lượt chúng ta đâu. Được không ạ? À? Người, được không ạ? À? Hôm bữa thì cũng có chia sẻ là gì ạ? À? Để mà nhìn thấy một cơ hội thì sao ạ? À? Thì một cái cơ hội nó sẽ luôn luôn nằm đằng sau những cái vấn đề được không ạ? Không có một cái cơ hội nào mà nó rành rành ra trước mắt này. mới tới đưa bạn này ô tiền nè tiền nè lấy đi lấy đi tiền nè tiền nè lấy đi lấy đi cứ ngồi một chỗ rồi lấy thôi được không ạ? Không có cái cơ hội không có miếng bánh ngon nào mà mời bạn tới ăn miễn phí cả được không ạ? Ai mà bây giờ nói đầu tư lãi lãi lời lắm đó. toàn là những dự án không có thật hết đầu tư vô mất tiền hết thì nói luôn, đầu tư vô mất tiền hết. Đúng không ạ? Đầu tư vô mất tiền hết. Cho nên là nó đến từ đâu? Không phải là nó đến từ cái người mời chào bạn đầu tư, nó không phải đến từ cái cơ hội đầu tư, nó không phải đến từ cái cơ hội kinh doanh, nó không phải đến từ cái người sếp của mình, nó không phải đến từ cái người bạn của mình. Mà nó đến từ mình này, nó đến từ lòng tham của mình. Lòng tham mà thiếu sự hiểu biết thì nó tạo ra hậu quả. Được không ạ? À? Ai cũng có lòng tham, ai cũng muốn kiếm nhiều tiền hết đó, nhưng mà trong giai đoạn này thì sao ạ? Nhớ đừng nên bỏ bất kỳ một số tiền đầu tư vào một cái gì cả anh chị nha. Chưa nên đâu. Được không ạ? À? Lời lắm lãi lắm à, không có đâu anh chị. Rồi tài sản thứ hai đó chính là trí tuệ. Có trí tuệ thì chúng ta sẽ làm chủ được cái cuộc đời của mình, đúng không? Mà làm chủ được cái tài chính của mình. Có trí tuệ thì chúng ta làm gì chúng ta cũng thành công hết đó. Đó, kinh doanh cũng thành công bởi vì muốn kinh doanh thì chúng ta phải hiểu về kiến thức kinh doanh kinh doanh thì phải bán hàng đúng không ạ muốn bán được hàng thì chúng ta phải học về bán hàng chiều nay là 6 giờ thì câu lạc bộ chúng ta học về cái nhóm rèn luyện doanh nhân, nhân chúng ta sẽ học về những cái chiến lược đàm phán những cái chiến lược kinh doanh của hơn 500 tập đoàn tỷ đô không? chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ học học từ trực tiếp từ người thầy của thiện ha người thầy của thiện cũng đã bỏ rất là nhiều tiền để học trực tiếp từ các tỷ phú la trên thế giới À, có thể là anh đã có một kiến thức triết lý kinh doanh cực kỳ đặc biệt. rất hay tạo ra kết quả rất lớn và giúp cho hàng nghìn người ngoài kia đã ứng dụng công thức của anh đã đạt được cái kết quả thành công rồi. Chiều ngày hôm nay thì thiền sẽ học về cái chương trình nhóm rèn luyện doanh nhân. Được không ạ? À? Chiều ngày hôm nay học thì những anh chị nào mà chiều này hôm, ngày hôm nay thì 6 giờ chiều có mặt nha, 6 giờ chiều có mặt để chúng ta sẽ học nha. Những anh chị nào đã có mặt trong nhóm rèn luyện doanh nhân rồi thì sao ạ? À? Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần đẹp à. Chúng ta sẽ học một cái bí mật, bí quyết mà trước giờ mình kinh doanh hoài nhưng mình chưa biết bí quyết này, chỉ cần một bài học thôi, chỉ cần một bí quyết thôi. Thì cái lợi nhuận của anh chị nó sẽ gia tăng lên một cách đáng kể. Bây giờ còn có 4 tháng nữa là hết năm rồi. Vậy thì xem lại cái công việc kinh doanh của mình với cái cách làm kinh doanh của mình hiện tại nó đã tạo ra được kết quả chưa? Nếu như mình vẫn duy trì 4 tháng nữa thì liệu rằng nó có thể trở nên thành công được không? Nếu như không Thì chiều ngày hôm nay Tham gia học Để chúng ta có thể là học cái chiến lược mới Bạn học cái chiến lược mới Bạn ứng dụng trong vòng 1 tháng, 2 tháng thôi Là kết quả 4 tháng cuối năm còn lại của bạn Bạn sẽ thấy một kết quả bùng nổ Được không ạ? À? Thì cũng đã rất háo hức chờ đón Cái ngày này rồi Để mình được học rồi 6 tháng mới được học một lần Cho nên là Thời gian chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa là Thiện sẽ bắt đầu học cái bí mật này học được chương trình này cho nên thì rất là hào hứng để chia sẻ cho tất cả các anh chị chiều nay 18 giờ chúng ta sẽ được học bí mật về kinh doanh cùng với môi trường câu lạc bộ chúng ta được không ạ rồi hai file bên chính bản thân mình chúc tất cả các anh chị chúng ta là những anh chị nào đã đăng ký chiều ngày hôm nay rồi thì chúc tất cả các anh chị chúng ta là chiều ngày hôm nay là gì học thật nhiều bí kíp được không ạ hai file với chính bản thân mình nói rằng bạn rất tuyệt vời rồi rất là tuyệt vời đúng không ạ và đó là tư duy đó là cái tài sản thứ hai mà người thành công hoặc đầu tư đó chính là trí tuệ của mình bởi vì đầu tư giá trí tuệ thì tiền tiền nó càng ngày càng tăng ngày à, và thứ đòi, tài sản thứ ba đó chính là gì ạ tài sản thứ ba đó chính là tài sản vật chất tài sản vật chất là gì mình sẽ dùng tiền để mua những cái tài sản vật chất hữu hình có thể là tài sản này nó sẽ gia tăng giá trị theo thời gian có thể là bây giờ bạn mua cái điện thoại iPhone nó có phải là tài sản không không tiêu sản Đâu ạ? À? Bây giờ mua xong rồi nó có giá trị gia tăng trong tương lai không? Không. Không chứ. Nhưng mà mua cái cái điện thoại iPhone mà bạn dùng để bạn, bạn 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 làm video marketing, bạn dùng để bạn gọi điện khách hàng, chăm sóc khách hàng, bạn tạo ra tiền, phục vụ cho công việc của bạn, tạo ra tiền thì đó là tài sản nha. Còn mua mua cái điện thoại về mà để ngồi xem xem phim à, rồi để ngồi chơi game thì đó là tiêu sản. Bởi vì bây giờ mua cái điện thoại 40 triệu sang một năm sau nó còn 40 triệu nữa không ạ? À? Giờ ra bán lại nó còn 40 triệu không? Giờ ra bán lại còn 30. Năm sau nữa ra bán còn 20. À, ví dụ như mua cái xe cái phải là tài sản không ạ? À? <laughs> Nhiều anh chị hỏi là tôi bây giờ tôi mua cái tài sản của tôi đó chính là một chiếc xe ô tô. Vậy thì ô tô có phải là tài sản không ạ? À? Nó không phải là tài sản, nó là tiêu sản. Được không ạ? À? mua chiếc xe ô tô nó là tiêu sản mua về anh chị đi có đổ xanh không đổ xanh có tốn tiền không à tốn tiền là tiêu sản rồi sau một thời gian bán lại nó có gia tăng giá trị lên không ạ à? ví dụ mua xe ô tô bây giờ một tỷ đi đi sau một năm có bán lại một tỷ hai được không hay là bán khoảng bảy tám trăm thôi à vậy là nó là tiêu sản đúng không ạ à? có nhiều người họ nghĩ sai về tiêu sản và tài sản và thì cũng định nghĩa luôn tài sản là những thứ bạn mua giúp cho bạn giàu lên, gia tăng lên trong tương lai. Còn tiêu sản là bạn mua những thứ mà giúp cho bạn nghèo đi trong tương lai. Bạn mua càng ngày nó càng mất giá trị. Được không ạ? Cho nên là sao ạ? Đối với những người giàu thì họ mua những thứ giúp cho họ giàu lên, còn đối với những người chưa giàu thì họ mua những thứ giúp cho họ nghèo đi. Đúng không ạ? Và bước thứ tư đó chính là gì ạ? À? Bước thứ ba đó chính là chúng ta sẽ đầu tư vào ba cái tài sản này, được không ạ? À? Và bước thứ tư đó chính là gì ạ? À? Đó chính là chúng ta sẽ tạo ra một cái dòng thu nhập. Bốn bước để tạo nên tổng tài sản anh chị. Thì cái bước thứ tư này là chúng ta sẽ tạo ra một cái dòng thu nhập gọi là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động có nghĩa là sao ạ? À? Thu nhập thụ động có nghĩa là chúng ta không cần phải làm việc nhưng mà chúng ta vẫn có tiền lợi nhuận hàng tháng. Đó gọi là thu nhập thụ động. Và thu nhập thụ động ở đây có thể là anh chị đang sở hữu một cái doanh nghiệp tự động hóa, doanh nghiệp tự động hóa và mỗi tháng thì doanh nghiệp này nó tạo ra kết quả lợi nhuận cho anh chị thì đó gọi là thu nhập thụ động, thu nhập thụ động từ doanh nghiệp. Có thể là anh chị có một cái hệ thống kinh doanh, anh chị có được cái thu nhập thụ động từ hệ thống của mình. Có thể là thu nhập thụ động Có thể là anh chị cho thuê nhà Hoặc là anh chị có thể gửi tiết kiệm Gửi tiết kiệm thuê nhà thì những cái đó cơ bản thì ai cũng biết rồi Đúng không ạ? Còn rất có rất là nhiều dòng thu nhập thụ động khác Về những cái tài sản mình đầu tư khác Hoặc là về công việc kinh doanh của mình đó Thì mình phải có được một cái nguồn thu nhập thụ động Mỗi tháng Thì đó là gì ạ? À? Bốn yếu tố tạo nên tổng tài sản của một người giàu bây giờ anh chị đi hỏi những người thành công và giàu có thực sự họ đều đi bốn yếu tố này cả được không ạ à? cái bánh xe họ đều đi bốn bốn yếu tố này bốn yếu tố này nó giống như là bốn cái bánh xe à, của một chiếc xe ô tô vậy đó được không ạ à? còn riêng đối với những người chưa giàu thì họ chỉ đi có một bánh thôi ô tô chạy một bánh thì chạy kiểu gì chạy được không anh chị cho nên là tại sao người giàu họ càng ngày càng giàu có lên rất là nhanh còn người chưa giàu thì họ làm hoài nhưng mà cuộc sống của họ dường như nó cứ muốn muốn thành công nhưng mà dường như nó bị gò bó bởi một cái gì đó bởi vì sao hả à? người chưa giàu họ nghĩ rằng là chỉ cần họ kiếm được thu nhập nhiều tiền họ chỉ cần gia tăng thu nhập lên họ tiết kiệm là họ chỉ trở nên giàu có đúng không ạ nhưng mà họ chỉ đi được một bánh thôi một bánh của họ là họ kiếm được thu nhập rất tốt nhưng mà cái bánh thứ hai tiết kiệm không được cái bánh thứ ba là họ không biết đầu tư cái bánh thứ tư là họ không biết gia tăng được thu nhập thụ động của họ lên và người thành công thì họ sẽ đi với bốn cái bánh xe như thế này thì họ sẽ đi rất là trơn trượt còn những người chưa thành công thì sao ạ họ chỉ đi có một bánh thôi <laughs> họ chỉ đi một bánh thậm chí họ đi hai bánh thôi bây giờ ô tô chạy hai bánh chạy kiểu gì sao chạy được nó cứ dành dành xéo nó sẽ dành xéo bánh xe đúng không không chạy được đó chia sẻ chia sẻ công thức mà thành công rồi đó Thì đó là cái tư duy Tư duy thứ Thứ mấy nhỉ Tư duy tiếp theo Người giàu tập trung vào tổng tài sản Còn người chưa giàu thì tập trung vào Thu nhập từ việc làm Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến một tư duy nữa Đó chính là gì Tư duy tiếp theo đó chính là Người giàu thì họ quản lý tiền của họ rất tốt Còn đối với những người chưa giàu Thì sao ạ? Họ không biết quản lý tiền của họ nhiều người họ nói rằng là đợi khi mà tôi có tiền thì rồi tôi mới quản lý chứ bây giờ chưa có tiền làm ra không đủ ăn tiền đâu mà quản lý. Nói như anh chị có câu hỏi như vậy không ạ? À? Có câu suy nghĩ như vậy không ạ? À? Bởi vì khi mà bạn biết cách quản lý tiền thì bạn có nhiều tiền hơn để quản lý, còn bạn không biết cách quản lý tiền thì bạn sẽ không bao giờ có nhiều tiền để quản lý. Mặc dù bây giờ bạn chưa có tiền, bạn cũng phải học cách quản lý tiền từ những cái số tiền nhỏ nhất. Được không mà? ai ở đây không làm ra tiền không? Có ai ở đây mà không kiếm được 100 ngàn một ngày không? Có ai ở đây không kiếm được 100 ngàn một tháng không? Làm gì cũng kiếm ra tiền hết. Chỉ có làm biến là không kiếm ra tiền thôi. Chỉ có làm biến là không kiếm ra tiền. Và khi mà kiếm ra tiền, mặc dù cái số tiền bạn kiếm ít đi chăng nữa, nhưng mà bạn phải vẫn phải quản lý được nó. Thì bạn mới có dư giả trong tương lai được. Còn bây giờ làm ra 10 đồng, Anh hết 10 đồng làm ra 10 đồng tiêu hết 11 đồng làm sao mà có thể là đạt được cái sự tự do tài chính Dư giả về tiền bạc được đúng không ạ? Cho nên là không quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền và bạn gia tăng số tiền đó lên như thế nào. Bạn sinh sôi nảy nở số tiền đó, bạn gia tăng sinh sôi nảy nở cái số tiền bạn kiếm được hay là không. Được không ạ? Và đối với những người thành công và giàu có thì sao ạ? Họ luôn luôn trả cho mình trước. Được không ạ? Trả cho mình trước là gì ạ? trả cho mình trước tức có nghĩa là khi mà chúng ta kiếm được lợi nhuận không phải trả cho mình trước là mình dùng số tiền đó để mình đi mua cái áo đẹp, không phải là mình dùng số tiền đó để mình đi mua cái điện thoại iPhone, không phải là mình dùng cái số tiền đó mình đi mua một cái cái máy Macbook. Bây giờ nè, khi mà mình mua một chiếc điện thoại á thì tiền từ túi của ai chuyển sang túi của ai ạ? À? à tiền từ trong túi của mình, trong tài khoản của mình chuyển sang tiền trong túi của ông chủ đúng không ạ và giúp cho ông chủ tìm điện thoại giàu lên khi mình đi mua một chiếc xe ô tô vậy thì tiền trong mua một chiếc xe SH vậy thì tiền trong túi của ai chuyển sang túi của ai à? à tiền trong túi của mình chuyển sang túi của ông chủ bán xe xe máy và làm cho ông chủ giàu lên khi mà mình mua một chiếc áo đẹp thì mình tiền của mình từ trong túi ai chuyển sang túi ai à, à tiền trong túi mình chuyển sang túi của Người chủ bán quần áo Và giúp cho doanh số lợi nhuận của họ Tăng lên Giúp cho họ giàu lên Còn mình thì sao ạ à? Nhìn lại tài khoản hết tiền rồi Được không ạ à? Cho nên trả cho mình trước là gì Trả cho mình trước Tức có nghĩa là gì Mỗi khi mà bạn kiếm được tiền Hãy trích ra ít nhất là 10% lợi nhuận Tiết kiệm Và dùng số tiền đó Dùng cái số tiền tiết kiệm đó Đây nè Dùng cái số tiền tiết kiệm đây nè Mình dùng để đi Đầu tư gia tăng tài sản Và ba tài sản Thiện mới chia sẻ Đó rồi đó sức khỏe, trí tuệ và tài sản bất chấp. Giờ chưa có nhiều tiền để mua bất động sản hay sao? Đầu tư cho sức khỏe của mình, đầu tư cho trí tuệ của mình đi. Có sức khỏe có trí tuệ làm ra tạo ra bất động sản liền à. Được không ạ? À? Cho nên là gì ạ à? người giàu thì họ luôn luôn trả cho mình trước là như vậy. chứ không mà trả mình trước là đi mua sắm cái này mua sắm cái kia đi du lịch. Được không ạ? À? Bây giờ chúng ta có thể là tiết kiệm Hãy nhớ rằng là gì Trẻ cho mình trước có thể là anh chị có thể là Dùng số tiền đó anh chị tiết kiệm Bỏ trong cái tài khoản ngân hàng Bỏ trong cái kết sách Thì tiền Mình tiết kiệm mình đầu tư mình bỏ trong ngân hàng Thì nó vẫn nằm im ru ở đó thôi Bỏ trong kết sách cất ở nhà thì nó vẫn nằm im ru ở đó thôi Nó đâu có gia tăng lên được đâu Bây giờ bỏ 500 triệu vô kết sách Năm sau mở ra nó không còn 500 triệu Bỏ 1 tỷ vô kết sách 2 năm sau mở ra nó cũng còn một tỷ nhưng mà sao ạ à? đối với những người thành công và giàu có thì sao ạ à? họ dùng số tiền của họ để làm gì họ đầu tư cho sức khỏe và trí tuệ vào kinh doanh thì sao ạ à? dòng tiền của họ nó gia tăng lên liên tục dòng tiền dòng tiền của những người thành công á nó không nằm ở một chỗ mà nó sẽ lưu chuyển liên tục liên tục hết nơi này đến nơi khác hết nơi này đến nơi nọ nó sẽ lưu chuyển liên tục và giúp cho tiền của họ gia tăng, gia tăng, gia tăng lên. Còn đối với những người chưa thành công thì sao ạ? À? Họ sẽ kiếm được tiền và họ sẽ đem về họ cất ở nhà. Họ sẽ kiếm được tiền họ đem về họ bỏ trong tài khoản ngân hàng. Họ để đó và sau một năm, hai năm thì lãi trong ngân hàng thì nó gia tăng lên thì nó cũng không có bằng cái việc mà chúng ta dùng số tiền của mình đi phát triển bản thân, đầu tư cho sức khỏe, đầu tư vào công việc kinh doanh, đầu tư cho những tài sản không nó không có gia tăng bằng những cái cái số tiền mà chúng ta đem đi kinh doanh và đầu tư đâu ạ à. được không ạ à? bao nhiêu đâu số anh chị nghĩ rằng kiếm tiền là thôi cứ tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm đi thì thiện nói rồi đối với những người thành công thì họ đi bốn bốn đi một chiếc xe ô tô họ đi bằng bốn bánh còn người chưa thành công thì họ đi xe ô tô họ chỉ chạy một bánh thôi cho nên là lý do tại sao họ làm hoài mà họ vẫn chưa thành công và giàu có nó là như vậy họ đi có một bánh thì làm sao mà chạy được còn người thành công khi họ kiếm ra được tiền thì họ sẽ tái đầu tư vào những cái họ sẽ tìm kiếm một cơ hội kinh doanh nào đó để họ kinh doanh họ tìm kiếm một cơ hội đầu tư nào đó để họ đầu tư xong rồi sau sao à họ sẽ xây dựng xây dựng phát triển cái hệ thống kinh doanh phát triển công việc kinh doanh phát triển cái doanh nghiệp của họ lên sau đó thì sao ạ? À? nó sẽ tạo ra cho họ một cái dòng thu nhập thụ động và khi mà họ tạo ra một doanh nghiệp hoàn chỉnh rồi họ tạo ra một hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh rồi tiền thụ động hàng tháng về đúng đủ đều rồi thì sao à họ sẽ sử dụng cái số tiền đó họ tiếp tục tái đầu tư cho một cái 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 hệ thống kinh doanh mới nữa hoặc là một cái dự án đầu tư mới nữa để tiền nó để ra tiền và tiền nó sẽ đi ra ngoài kia mang những người bạn tiền khác về với mình đúng không ạ người thành công thì họ sẽ có tư duy như vậy đúng không ạ ngày hôm nay học tư duy này thôi là anh chị đã biết cách là sử dụng số tiền của mình như thế nào rồi đúng không ạ rồi tư duy tiếp theo đúng không ạ Tự duy tiếp theo đó chính là gì ạ người giàu để sao ạ họ bắt tiền làm việc cho mình còn đối với những người chưa giàu sao ạ họ làm việc vất vả để kiếm tiền hãy nhớ một câu như thế này tiền nó là một đầy tớ tốt nhưng mà nó cũng là một ông chủ tồi được không ạ hãy làm chủ đồng tiền của mình anh chị hãy nhớ là tiền thì nó là, là một cái công cụ giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn Tiền đó là một công cụ để giúp cho mình thực hiện được những ước mơ hoài bão của mình. Nó giúp cho mình báo hiếu cho bố mẹ của mình. Nó giúp cho mình đạt được những ước mơ và hoài bão của mình. Đúng không ạ? Tiền để có thể là mình giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà không đồng nghĩa tiền là một thứ để mình làm nô lệ cho nó. Đối với những người chưa thành công thì họ làm việc chạy theo tiền, theo đuổi tiền. Làm nô lệ của đồng tiền. Còn đối với những người giàu thì sao ạ? Họ có tư duy ngược lại là họ sẽ bắt tiền làm việc cho họ. Được không ạ? Tiền nó cũng giống như là oxy vậy đó anh chị. Anh chị hãy nhớ là gì? Tiền giống oxy vậy đó. Anh chị có đồng ý rằng là gì? Oxy rất là quan trọng đúng không ạ? Oxy rất là quan trọng. Không có oxy làm sao sống được. Nhưng mà có ai làm nô lệ cho không khí không? Có ai làm nô lệ cho oxy không ạ? Không đúng không ạ? Tiền thì nó cũng không nó cũng không kém quan trọng giống như là oxy được không và hãy nhớ này dòng tiền của thế giới đó, nó giống như là oxy vậy đó cái sự giàu có xung quanh chúng ta nó luôn dư dả, dạ, nó luôn đủ đầy và tiền bạc thì nó vô hạn anh chị có thấy xã hội càng ngày nó càng đi lên hay nó càng đi xuống à? à càng ngày nó càng đi phát triển lên đúng không à? nó không bao giờ đi ngược lại hết có phải là càng ngày có càng nhiều tòa nhà mọc lên đúng không anh chị có phải là càng ngày có nhiều cái dịch vụ và sản phẩm chất lượng hơn trong cái thị trường này đúng không ạ? Càng ngày thì có phải là nó càng nhiều hơn đúng không anh chị? Càng ngày thì cơ sở vật chất nó càng tốt hơn. Vậy thì những cơ sở vật chất nó đến từ đâu? Để mà nó tốt hơn thế nó đến từ đâu? Nó đến từ tiền, đúng không ạ? Làm như thế nào để xây cầu đường này? Làm như thế nào để xây dựng những tòa nhà chọc trời đây? Phải có tiền chứ. Nó đến từ tiền. Và càng ngày càng nhiều tòa nhà chọc trời mọc lên thì thôi ạ. À. Chúng ta thấy là gì? Cái sự phát triển của xã hội về vật chất nó đi lên. Thì nó đồng nghĩa với việc là gì? Tiền nó cũng rất là nhiều. Để không? Tiền nó cũng rất là nhiều. Và tiền ở ngoài thị trường đó là nó vô hạn. Tiền ngoài vũ trụ đó, nó vô hạn lắm anh chị, à, cho nên không phải không có lý gì là chúng ta phải đi làm nô lệ cho đồng tiền cả mà hãy bắt tiền làm việc cho mình và tất cả những người thành công thì không nói là gì ô phải đi bắt tiền làm việc cho mình à, là, là, là 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 bắt tiền làm việc cho mình là bây giờ thôi mình nghĩ công việc mình bắt tiền làm việc cho mình thôi bây giờ những anh chị nào á mà mới bắt đầu á chúng ta chưa có thu nhập á thì trong giai đoạn đầu tất cả những người thành công họ đều 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 đi làm thuê cả anh chị đi làm thuê để làm gì đi làm thuê để họ kiếm được cái dòng thu nhập họ có được cái thu nhập để họ có thể là gì à họ tiết kiệm để họ có tiền thu nhập để họ có thể kinh doanh đầu tư để họ hướng hướng đến một cái tương lai thịnh vượng về tài chính họ chỉ làm trong một khoảng thời gian thôi người giàu thì họ chỉ làm làm thuê để họ kiếm tiền trong một khoảng thời gian thôi còn người chưa giàu thì sao ạ? À? họ sẽ làm suốt cuộc đời đúng không ạ và cái bước đầu tiên thì ai cũng phải đi kiếm tiền cả cả người giàu và người chưa giàu thì ai cũng phải đi làm để kiếm tiền cả. Được không ạ? Nhưng mà người giàu thì họ làm trong một giai đoạn nào đó thôi để họ kiếm tiền để họ bắt đầu cái công việc kinh doanh. Để họ hướng đến cái sự tự do tài chính. Được không ạ? Cho nên là tiền ở vũ trụ kia nhiều lắm. Không có lý gì phải bắt đi đi đi, đi làm nô lệ của đồng tiền. Bây giờ phải phải đi làm nô lệ của đồng tiền là gì? Sáng 7 giờ đến công ty chấm công làm như cái máy đến 5 giờ chiều về rồi gì à chờ đến cuối tháng mình được ông chủ nhận lương mình cố mình làm mình cố mình cày mình cố mình ráng mình làm mình làm mình làm để mình nhận được tiền thì tức có nghĩa là lúc đó bạn đang làm nô lệ cho đồng tiền đó đúng không à tiền nó đang sai khiến bạn đó đúng không anh chị ví dụ như ông chủ nói là em ngày hôm nay anh em làm cho anh cái bản thiết kế này ngày hôm nay em gọi cho anh những cái người khách hàng này ngày hôm nay em đến dự án này em ngồi em trực dự án cho anh ngày hôm nay em phải phát bao nhiêu tờ rơi này cho anh để làm gì để mình nhận được những cái đồng tiền lương đúng không ạ vậy thì tiền nó đang làm ông chủ của mình nó đang điều khiển mình đó vậy thì sao thay vì làm nô lệ đồng tiền thì hãy làm chủ đồng tiền và để làm chủ được đồng tiền thì quay lại bốn bước bốn bước để tạo nên tổng tài sản hồi nãy thiền đã chia sẻ rồi bốn bước bước để tạo nên sự tự do tài chính hồi nãy thiền chia sẻ rồi được không ạ? À? Chia sẻ thì phải ghi chép lại chứ. Ghi chép lại mới biết có bên trong thì mới có bên ngoài. Được không ạ? À? À. Rồi, tư duy tiếp theo. Những người chưa thành công thì để họ để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Còn những người thành công thì sao ạ? À? Họ hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Được không ạ? À? Và nỗi sợ hãi anh chị Bản chất thì nỗi sợ hãi thì nó không có tồn tại bảo Nỗi sợ hãi nó không có thật Được không ạ? Nó chỉ là do những cái thứ mà chúng ta tự tưởng tượng ra thôi Được không ạ? Sự thật là gì? Nỗi sợ hãi nó không có thật Theo anh chị nỗi sợ hãi nó đến từ đâu ạ? Nỗi sợ hãi từ nó đến từ cái việc là gì? Đến từ cái việc chúng ta thiếu hiểu biết thôi Con người đó, anh chị có đồng ý rằng là gì? Con người họ sợ những cái thứ mà họ không biết thôi Đúng không ạ? con người chúng ta không cần được không cần phải có nỗi sợ hãi mà con người của chúng ta cần được giáo dục đúng không anh chị giả sử như là gì giả sử như cái ổ điện đi chúng ta có cần phải sợ điện không ạ khi mà chúng ta chưa có hiểu biết chúng ta thấy ổ điện chúng ta sợ 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 lắm nhưng mà khi mà chúng ta có hiểu biết là điện nó hoạt động như thế nào nguyên lý của nó hoạt động như thế nào Chúng ta thấy ổ điện là sao? À chúng ta cầm lên bình thường đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta không có hiểu biết là gì? Ô oh, sợ động vô ổ điện là Đúng không ạ? Con người chúng ta không cần phải có nỗi sợ hãi mà chúng ta cần được giáo dục. Đúng không ạ? Và dạ những người mà họ không thành công anh chị, họ luôn luôn để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Ô oh, kinh doanh à? Sợ lắm. Sợ bán hàng không được. Sợ đầu tư vốn ra rồi bán hàng không được Sợ thua lỗ Sợ người này nói, sợ người kia nói Ô, nay kinh doanh à, mồm mép thế Ô, kinh doanh không làm được đâu Sợ người này nói, sợ người kia nói Đầu tư thì sao ạ? Sợ phá sản, sợ mất tiền, sợ vỡ nợ Làm giàu hả? Ô, sợ lắm Sợ bạn bè mà nó nói Ô, giàu rồi, thay đổi bản chất con người À, làm giàu hả? Sợ gia đình nói cái gì cũng sợ. Kinh doanh thì sợ, đầu tư thì sợ. Cái gì cũng sợ, nhưng mà chỉ có cái nghèo là không sợ thôi. Cái gì cũng sợ hết nhưng mà chỉ có cái nghèo là không sợ Đó, cho nên là sao ạ? À? Đối với những người thành công thì sao ạ? À? Họ biết rằng là gì? Những cái thứ mà họ họ sợ đó là bởi vì họ không biết thì họ phải đi học thôi cái mục tiêu của họ là trở nên thành công và giàu có, tự do tài chính. Thì họ biết là là trên cái hành trình của họ thì chắc chắn sẽ gặp những cái khó khăn, thách thức. Thì đôi lúc họ sẽ có những cái cảm giác sợ hãi. Nhưng mà sao ạ? À? Họ biết rằng là gì? Ồ, nỗi sợ thì nó chỉ là cái cảm giác thôi, nó chỉ là cái cảm giác thôi. Bao nhiêu năm số anh chị ở đây sợ ma ạ? À? Hồi nhỏ à, sợ ma đúng không ạ? À? Cực kỳ sợ ma luôn đúng không ạ? À? Ồ, nỗi sợ chúng ta tự tưởng tượng ra chứ thực ra nó không có thật. Ví dụ như ở trong bản thân của mình á, mình nghe người ta nói là Ồ đi đêm về là có ma đó Đi đêm về là có có cái cái gì đó Sợ lắm là tự nhiên cái là mình Vào một hôm cái mình đi chơi đêm về Mình đi trong một cái đường Thấy vẫn bấm ngược Tự nhiên gió cái nó ao qua cái bụi hàng rào Cái là bắt đầu rồi Nhợn da gà lên Rồi, ok, chị nghe rõ chưa? Không, phát trực tiếp đó. Trực tiếp chứ không phải phát lại. <laughs> đó. Thì sao ạ? À? Đúng không ạ? À? Chúng ta không biết, chúng ta không có sự hiểu biết. Đúng không ạ? Mà chúng ta nghe người ta nói rằng là Ô, đi đêm về sợ ma rồi bắt đầu sao ạ? À? Đi là thấy... Nhìn qua cái đầu này, thấy tối tối là... Mình tự tưởng tượng ra. Tự nhiên nhìn thấy cái bao rác thôi, tự nhiên tưởng đâu ai đang nằm đó. Đúng không ạ? À? hoặc là mới gió cái ào qua cái bụi tre thôi sợ điên hùng sợ trời ơi ma 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 la quá trời la chạy quá trời chạy luôn nhưng mà thật sự có không ạ à? thật ra là nỗi sợ là do chính chúng ta tự tưởng tượng ra và chúng ta tự sợ thôi tự mình làm mình sợ thôi chứ thật ra mà nếu như anh chị có sự hiểu biết thì chúng ta đâu cần phải có nỗi sợ nữa đâu và kinh doanh cũng vậy phát triển bản thân cũng vậy thành công cũng vậy kinh doanh đừng có sợ là gì ô tôi không kinh doanh thành công cho nên tôi không có năng lực cho nên tôi kinh doanh không thành công tôi không hiểu biết cái này không hiểu biết cái kia nên tôi không thành công không phải anh chị bởi vì mình do mình thiếu sự hiểu biết thôi bây giờ có phải là gì à giả sử như bây giờ anh chị muốn lái xe ô tô đi anh chị lái xe ô tô ví dụ như mới đầu lên thì sao khi mà mình chưa biết lái thì mình sợ đúng không mình leo lên mình sợ ô không biết là lái xuống ruộng hay lái xuống cái bờ bờ bờ, bờ, bờ ao nào đúng không ạ à? mình chưa biết thì mình sợ nhưng mà anh chị có đồng ý rằng là khi mà anh chị được một cái người thầy họ dạy lái cho mình họ ngồi bên cạnh họ cầm tay họ chỉ việc cho mình họ chỉ cho mình lái bên này lái bên kia sau một thời gian anh chị lái được thuần thục rồi anh chị lái gọi là như là wrecking boy rồi anh chị lái vèo 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 rồi thì lúc đó có sợ nữa không? lúc đó hết sợ rồi lúc đó đâu còn sợ nữa đâu đúng không ạ và con người không cần phải có nỗi sợ hãi mà con người chúng ta cần được giáo dục cần phải có sự hiểu biết và sao ạ à? học tập thêm kiến thức mới học hỏi thêm nó không có thừa nó không có phí không? càng học thì càng giỏi thiện cũng tuân theo cái triết lý của bác hồ nhà nước đó là gì học học nữa học mãi Được rồi. lúc trước là đi học cứ vô vô trong lớp học là cứ nhìn cái cái bảng dán ở trên cái lớp học á à? học học nữa học mãi học học nữa học mãi và cái câu đó nó ám vô cái đầu mình luôn và bây giờ sao? Đúng y chang luôn, mình cứ học liên tục, học học nữa học mãi, học nó không có phí, học nó vẫn nằm trong đầu của mình. Học có sự hiểu biết. Học để chúng ta có thêm kiến thức, có thêm kinh nghiệm, có thêm trải nghiệm mới để chúng ta có thể là phục vụ cho cái cái cuộc sống của mình, cho cái công việc của mình để giúp cho mình gia tăng tài chính. Bây giờ muốn thành công về tài chính đúng không ạ? À? Thì bây giờ học về tài chính, muốn thành công trong kinh doanh học về kinh doanh, muốn thành công trong bán hàng học về bán hàng. Muốn thành công trong đàm phán học về đàm phán. Muốn đi du lịch vòng quanh thế giới thì sao? Học từ những người đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Được không à? Và chiều ngày hôm nay học về kinh doanh lúc 18 giờ, được không ạ? À? Những anh chị nào mà chưa có trong nhóm học tập của Thiền thì sao ạ? Chúng ta có thể là tham gia chúng ta cùng nhau học những thứ mà chúng ta cần phải học về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. Đặc biệt ba yếu tố này chúng ta cần phải đi học bởi vì nó ba yếu tố này nó tác động lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất là phải cần tiền này, đúng không ạ? À? Thứ nhất là trong cuộc sống phải cần thành công về tài chính này. Thứ hai, sức khỏe có ai cần không? cần chứ thứ ba giờ có tiền có sức khỏe rồi phải cần có mối quan hệ nữa Được? quan hệ là tiền tệ này phải biết kết giao với những người thành công và giàu có này quan hệ với gia đình của mình này cần phải biết cái cách giao tiếp làm sao cho gia đình mối quan hệ vợ chồng gia đình mẹ chồng cha chồng ông bà của nhà chồng nhà vợ mình phải biết cách giao tiếp để mình hòa hợp những cái mối quan hệ và đa số những gia đình họ không hạnh phúc là bởi vì nó đến từ cái việc là gì họ thiếu cái sự hiểu biết về cái cách giao tiếp đối nhân sự thế với nhau cho nên gây ra những cái mâu thuẫn bởi vì hai người ở trong nhà chắc chắn là hai niềm tin khác nhau đó mà nhiều người chắc chắn là suy nghĩ của giống khác nhau đúng không anh chị cho nên là suy nghĩ khác nhau nó gây ra cái sự mâu thuẫn nhau nhưng mà nếu như anh chị học về cái cách để hòa hợp mối quan hệ thì anh chị sẽ thấy rằng là gì à cái chuyện đó là chuyện bình thường cho nên mình sẽ hòa hợp mình sẽ trung hòa được mình sẽ xây dựng được một cái gia đình hạnh phúc được không ạ bởi vì đôi lúc á anh chị đồng ý đây là đôi lúc mà bản thân của mình này nè cái suy nghĩ của mình này nè mình còn tự mâu thuẫn với chính mình nữa đúng không ạ mình đừng có nói gì là cái bộ não của mình với cái bộ não của người vợ người chồng của mình lấy gì đâu ra mà không mâu thuẫn đúng không ạ bản thân của mình mình còn mâu thuẫn nội tâm đúng không anh chị mình còn phải đấu tranh với một con người à, à, gọi là tích cực và một con người không tích cực bên trong của mình đúng không ạ mỗi buổi sáng thức dậy có phải là anh chị đấu tranh với hai con người đúng không ạ thức dậy hay là đắp mình ngủ tiếp đây đi làm hay là nghỉ đây thức dậy hay là ngủ tiếp đây ngày hôm nay anh món ngày hôm nay quyết định anh trưa hay không anh trưa đây nói chung là bên trong của mình có nhiều suy nghĩ nó còn mâu thuẫn với nhau nói gì mà gia đình hai vợ chồng ở chung hai cái bộ não khác nhau đương nhiên là hai cái niềm tin hai suy nghĩ khác nhau rồi chứ không thể nào mình bắt người này giống mình được không thể nào bắt người khác giống mình được anh chị hình dung được không ạ mình chỉ sao ạ à? mình chỉ thay đổi họ khi nào khi mà mình thay đổi được thôi được không ạ và chúng ta phải có cái sự hiểu biết trong phù hợp cái mối quan hệ của mình khi mà chúng ta thấu hiểu chúng ta thông cảm chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết thì cái mối quan hệ chúng ta mới hòa hợp được và thực sự có nhiều anh chị kiếm ra rất nhiều tiền luôn tiền một tháng thu nhập trên một tỷ một tháng tài sản rất là nhiều, sức khỏe cũng rất là tốt. Nhưng mà họ sống trong một gia đình không có cái sự ấm áp và hạnh phúc. Mặc dù họ ở trong cái, một cái căn biệt thự rất là lớn, nhưng mà người vợ, người chồng của họ không có được cái cái máu lửa, không có được cái cái lửa ấm áp của một cái gọi là gia đình hạnh phúc. Cho nên cái gì cũng cần phải được học anh chị, cái gì cũng cần phải được giáo dục. Cho nên là trong cái câu lạc bộ chúng ta chia sẻ về những cái kiến thức thực sự rất là giá trị cho nên là Thiện mới dùng những kiến thức này đi chia sẻ lại cho một số anh chị nào may mắn biết được cái sự hiểu biết ngày hôm nay á để anh chị cũng có thể là học tập có thêm cái sự hiểu biết để mình thành công hơn. Còn những anh chị nào đón nhận thì mình học, không đón nhận thì không sao cả. Nhưng mà Thiện chỉ chia sẻ những thứ mà mình học và mình biết được để biết đâu một ai ngồi kia nhờ kiến thức này mà họ có thể thay đổi được cái hạnh phúc của họ thì mình cũng đã là một con người giá trị rồi mình đã là gieo được cái nhân tốt rồi được không ạ gieo nhân gì gạt quả nói gieo nhân tốt gạt một bầu trời quả ngọt cho nên anh chị cứ đón nhận học đi không sao đâu ạ các buổi xâm câu lạc bộ mình hàng ngày chia sẻ không có thu cái chi phí nào cả được không ạ mà, mà tạo ra cho anh chị một cái môi trường tích cực một cái môi trường có những cái con người rất là xinh đẹp rất là tài giỏi anh chị học thêm kiến thức mới đâu có phí đâu Đúng không à? chúng ta cứ đăng ký chúng ta tham gia học thôi. Được không ạ? À? Rồi ok, thì ngày hôm nay chia sẻ tới đây. Được không ạ? À? Để xem thử. Rồi, có một tư, tư duy nữa chia sẻ luôn ha. Một tư duy nữa chia sẻ luôn. Đó là gì ạ? À? Đó là những người thành công á. Đối với những người thành công thì sao ạ? À? Đối với những người thành công thì họ liên tục học tập và phát triển. Còn đối với những người chưa thành công thì họ nghĩ rằng họ biết tất cả, đúng không ạ? À? Có nhiều người ngồi kia là gì ạ? À? Có thể có thể là nhiều anh chị ở đây comment nè. À. Ô, kiến thức này em chia sẻ hết, chị biết rồi." "Kiến thức này hả? À? Anh học lâu rồi." "Kiến thức này hả? À? Anh đã biết hết rồi, anh đã học bao nhiêu khóa học rồi, anh đã học bao nhiêu cái lớp học phát triển bản thân rồi." "Ồ, cái này hả? À? Anh biết rồi, cuộc đời của anh trải nghiệm qua mấy chục năm nay anh biết hết rồi." "À, cái này hả? À? Chị biết rồi. Cái gì chị cũng biết hết đó. Cái gì anh cũng biết hết á." nhưng mà điều cái là anh chưa giàu thôi cái gì cũng biết hết điều cái chưa thành công thôi chứ không có gì hết á tuyệt vời cái gì cũng biết hết biết hết rồi nhưng mà chưa có kết quả đó mà. có thể là bạn nghĩ rằng bạn biết tất cả rồi nhưng mà bạn hãy nhìn vào cái kết quả của mình đây đó. đừng bao giờ mình tự hào rằng mình biết tất cả đừng bao giờ tự hào rằng tôi giỏi nhưng mà tôi nghèo đó mà đừng bao giờ tự rằng tự tự nói rằng là tôi tài giỏi nhưng mà tôi nghèo tôi không kiếm ra được tiền tài ở đây tài ở đây là gì tài ở đây bạn nói bạn có tài đúng không ạ tài ở đây là tài sản tài ở đây là tiền tài của cải vật chất tài ở đây không phải là tài năng tài năng mà nó tạo ra tiền mới gọi là tài tài ở đây là tài tạo ra tiền nhé có nhà anh chị nào thờ ông thần tài không ạ ông thần tài tượng trưng cho cái gì ông thần tài tượng trưng cho cái gì ạ anh chị thờ ông thần tài có phải là tượng trưng cho tiền bạc của cải vật chất để thu hút đến với mình đúng không ạ mong muốn là ông thờ ông thần tài để ông thần tài có thể là phù hộ để thu hút tiền tài của cải vật chất đúng không ạ Vậy thì tài ở đây là tài tạo ra tiền tài tạo ra tài sản chứ anh chị nói anh chị biết hết tất cả anh chị nói là tôi có tài lắm thành cái cái cái, cái đứa học sinh cái đứa đó nó có tài lắm nha bằng cấp tốt nha bằng cấp là thạc sĩ tiến sĩ nha Ô, oh, đứa đó có tài em ơi, thấy nó thông minh lanh lợi có tài lắm. Nhìn đứa này là thấy có tài, nhưng mà tài nhưng mà bây giờ tài không có tiền, tài thì tài cái gì? Tài ở đây là tạo ra tài sản, tài ở đây tạo ra kết quả về vật chất mới gọi là tài, đúng không ạ? Tài mà tài mà không 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 tạo ra tiền đó thì đó chỉ là cái tài năng thôi, đó chỉ là cái tài lễ thôi. Còn tài ở đây đối với người thành công họ định vị đang là gì? Tài ở đây là phải tạo ra tài sản vật chất. Tài ở đây là tạo ra tiền tài, tạo ra sự giàu có thịnh vượng về tài chính thì đó mới gọi là tài. Thực sự. Đó mà nếu anh chị nào ở đây vẫn còn nghĩ mình là tôi tài giỏi, tôi tuyệt vời, tôi biết hết tất cả rồi, nhưng mà kết quả nhìn lại nó chưa có cái gì hết đó. Thì chưa phải thực sự tài đâu. Mình cần phải đi hạ cái tôi của mình xuống, học hỏi, lắng nghe, học tập học tâm thế một ly nước trống để mình đón nhận kiến thức mới để mình tạo ra tài sản lúc đó thiện mới nói ra gì ô anh chị rất là tài đúng không à? cho nên là CEO sao ạ à? người thành công không có người thành công nào họ nói rằng là họ biết hết tất cả cả họ luôn học tập học hỏi và phát triển cho thì hóa anh chị nè thị trường càng ngày càng phát triển hay càng đi xuống à à sản phẩm dịch vụ càng ngày càng phát triển hay càng đi xuống à cái nhu cầu phát triển của người càng ngày càng đi lên hay càng đi xuống à thị trường càng ngày càng đi xuống. thị trường càng ngày càng đi lên. Sorry anh chị ha. Thị trường thì càng ngày càng đi lên, sản phẩm dịch vụ kinh doanh thì càng ngày càng đi lên đúng không ạ? À? Thị trường thì nó biến đổi liên tục, nhưng mà mình nghĩ mình biết tất cả rồi thì sao ạ? À? Mình đang tự đóng bộ não của mình lại rồi, mình đang tự giới hạn bản thân của mình lại rồi. Mình đang cho phép bản thân của mình dừng phát triển rồi. Và trong vũ trụ này thì sao ạ? Có hai trạng thái, một là phát triển hai là lụi tàn. Và thị trường càng ngày càng phát triển, xã hội càng ngày càng phát triển, nhưng mà bạn không cập nhật kiến thức mới, bạn vẫn giữ kiến thức cũ đó thì liệu rằng bạn dùng cái kiến thức mà 5 năm trước bạn kinh doanh, bạn áp dụng cho 5 năm bây giờ, bạn áp dụng cho bây giờ thì bạn có thành công được không ạ? 5 năm trước có thể kinh doanh truyền thống, bạn ứng dụng công thức kinh doanh truyền thống cho 5 năm trước có thể bạn tạo ra kết quả lợi nhuận tốt, bạn thành công. Nhưng mà thời điểm hiện tại bạn kinh doanh truyền thống bạn còn kiếm ra được tiền nữa không ạ? À? Nếu như bạn không chuyển công việc đó lên online. Và bạn nghĩ rằng là gì? Tôi biết tất cả rồi. Năm anh 10 năm năm trước 10 năm trước anh kinh doanh truyền thống anh rất là thành công. Công thức thành công của anh đó. Anh không cần phải đi học nữa đâu. Thì những người nói câu đó hiện tại họ đang không kiếm được tiền, hiện tại họ đang phá sản vỡ nợ. Bởi vì thị trường càng, càng phát càng phát triển đúng không ạ xã hội càng ngày càng phát triển mà bạn không cập nhật kiến thức mới bạn giữ kiến thức cũ thì bạn ứng dụng cho cái thị trường mới thì làm sao bạn tạo ra được tiền mình phải liên tục cập nhật kiến thức mới liên tục học hỏi và phát triển mặc dù kiến thức đó bạn biết rồi đó nhưng mà chưa tạo ra kết quả thì cần phải đi học lại được không ạ ok không ạ rồi cho nên là ngày hôm nay Tiền chia sẻ những kiến thức tuyệt vời không ạ bao nhiêu đồng số anh chị thấy tuyệt vời comment tuyệt vời ạ à? Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã đi sang hết bộ tư duy triệu phú rồi ha, đi sang hết bộ tư duy của người giàu rồi. Bởi vì muốn trở nên thành công và giàu có thì mình phải biết người giàu suy nghĩ gì. Thì ngày hôm bữa giờ thì cũng đã chia sẻ hết bộ tư duy một kiến thức của những người thành công và giàu có rồi. À, bắt đầu từ ngày mai thì sẽ đi chuyên sâu vào kiến thức ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, làm sao để thu hút được nguồn lực, làm sao để thu hút được những cơ hội, những quý nhân phụ trợ đến để giúp cho mình đạt được cái sự thành công thịnh vượng khách hàng thu hút đến một cách tự động hóa. Nhưng mà ngày mai thì sẽ chia sẻ về kiến thức ứng dụng về sức mạnh định thức. Rồi, hẹn anh chị ngày mai sáng ngày mai, sáng ngày mai thì thiện sẽ live stream sớm hơn một xíu. Sáng ngày mai sẽ 7 giờ sáng live stream anh chị nha. Nhớ 7 giờ sáng đến 7 7 giờ sáng là thiện sẽ live stream và ngày mai sẽ chia sẻ chuyên sâu về sức mạnh thức. Còn những anh chị nào mà à, hôm bữa giờ chưa học trọn vẹn à, hết cái bộ công thức tư duy của những người thành công, tư duy của triệu phú thì có thể là tham gia nhóm học tập để thiện gửi lại cho anh chị chủ video này anh chị học để anh chị cài đặt cho nó trọn bộ tư duy của người thành công còn học lỡ dở nó chưa ra kết quả lớn được đâu được không ạ à? rồi ok xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị à, trưa nay thì câu lạc bộ của chúng ta cũng có cái buổi chia sẻ phát triển bản thân lúc 12 giờ thì anh chị nhớ là trưa nay vào sớm để chúng ta có thể là học tập một cách trọn vẹn anh chị nha rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Hẹn anh chị vào trưa ngày hôm nay chúng ta tham gia học tập cùng với Thiện trong môi trường câu lạc bộ anh chị nha. Rồi, tuyệt vời, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở đây. Hẹn anh chị vào sáng ngày hôm sau. Được không ạ? À? Rồi, bye bye. Nhìn chị đẹp quá ha. <laughs>